Chào cả nhà, hôm nay chia sẻ với cả nhà cây cherry Brazil đang trái. Thì đây là dòng cherry chịu nhiệt rất là tốt ha. Ở Việt Nam mình trồng thì cây sinh trưởng và cho trái rất là tốt nha cả nhà. Đây là đợt hàng mới về, thì đợt hàng này á, cây đa số là toàn là đang có hoa và trái không nha. Cây rất là bự, cây cao hơn 1 mét. Do vận chuyển đường xa nên một số lá nó bị rụng ha, nhưng mà cây cũng không sao nha cả nhà. Mình về mình ra chậu mình trồng thì cây nó sẽ đâm chồi, đâm hoa đâm lá mới lên. Đây là cái gốc ha, cây tương đối là lớn, nhưng mà đây là dòng cherry tri lùng nên là cây phân nhánh rất là nhiều. Và đặc biệt cái dòng này rất là sai hoa sai trái nha mọi người. Cây rất phù hợp để chúng ta có thể trồng làm bonsai, làm cây cảnh trang trí, làm mát không gian nhà mình, và đồng thời có trái để gia đình mình thưởng thức ha. Cây về là bông nhiều lắm nha cả nhà, nó đặc nghẹt bông và trái luôn, nhưng mà qua quá trình vận chuyển á, nó xô xát nhiều nên một số cái trái bị rụng ha, bông rụng và trái rụng rất là nhiều luôn, chỉ còn một số ít ở trên cây. Thì đây là trái cherry Brazil. Rồi mình sẽ mang trái cherry Mỹ để so sánh cho mọi người biết ha. Mọi người lưu ý nha, mọi người để ý cái lá cherry Brazil và cái trái cherry Brazil nha. Nó không có giống cái trái của cherry Mỹ này. Cherry Mỹ này là mình mua trong siêu thị ha, với giá hiện tại là 600.000 một ký. Đó, cherry Brazil là nó như vậy nha cả nhà. Ở bên dưới á, là nó có mấy cái râu râu xuống như vậy ha. Khi trái chín thì trái cũng sẽ chuyển qua màu nâu đen như vậy nha. Khi chín thì nó chuyển qua màu tím đen giống như cherry Mỹ, và cái độ bự của nó cũng ngang ngửa nha cả nhà. Tại vì trái này nó còn non đó, nó bự là khi nó chín là nó cũng rất là bự. Nó bự muốn bằng cái trái cherry Mỹ mình cầm trên tay nè. Ăn thì sẽ có vị ngọt nha.